Em xin chào toàn thể mọi người yêu Phong Lan trên toàn quốc. Em là Duy Vũ của kênh Nam Phụng Lan Rừng Công Tâm. Và phiên ngày hôm nay thì em về được một lô giả hạt nguyên bản của vùng Easo nhé mọi người. Easo là thuộc vùng Đắk Lắk nha mọi người. Thì cái loại giả hạt này thì nguyên bản. Và thường người ta cũng hay thích sưu tầm loại này vì cái tỷ lệ sổ ra bệt và một số cái mặt bông nó cũng rất là đẹp. Và bây giờ em xin được vào quay chi tiết cái đơn hàng ngày hôm nay cho mọi người cùng xem. Hôm nay thì em có tổng cộng là 20 lô nhé mọi người. Đầu tiên là lô số 1 của em là một cái dề khá là lớn với giá là 900.000 đồng. Thì đây là một cây nguyên bản, nó được đính vào, nó mọc trên một cái gốc cây như thế này, gốc cây rừng. Và với cái kích thước của nó thì có thể là đạt được là tới 60 cm. Đây là các thân thân già qua năm tháng của nó này. Mọi người nhìn xem. Thân già thứ nhất này khá là nhỏ này. Thân già thứ hai này. Thân già thứ ba này. Thân già thứ bốn này. Thứ năm này. Thứ sáu này. Thứ bảy. Có tới 7 cái thân già và một cái mầm gốc như thế này. Tuổi đời của nó thì đã được là 8 năm. Đó là lô số 1. Kích thước là dài được là 60 cm. Nguyên bản. Đây nha mọi người. Thì giá của nó là 900.000 đồng. Một cây nguyên bản rất là đẹp. Với cây này thì về là có thể năm tới sẽ sổ hoa luôn. Và hóng chờ cái mặt hoa của nó. Và bây giờ em qua cái cây số 2, giá sẽ là 550.000 đồng cho cái cây này. Cũng là một cây nguyên bản. Cái cây này thì nó lại mọc ở trong một cái cây leo. Nó mọc từ cái thân cây leo lên nhé mọi người. Với cái chiều dài của nó thì đạt được là tầm 35 cm cho cái cây này. Đây, một cái giá thể rất là đặc biệt, gốc cây leo. Chiều dài là đạt gần 35 cm và giá là 550.000 cho cây này. Em qua cái lô số 3. Lô số 3 là nó nằm trên một cái khúc này cùng với cây này. Cái bộ rễ của nó thì nó cũng hơi rời. Nếu mà khi vận chuyển thì có thể là em sẽ lấy dây cột lại để cho nó dính vào. Lô số 3 này, là một cái dề này rất là đẹp. Khi vận chuyển thì chắc là sẽ cưa lô số 3 và số 4 ra riêng vì nó nằm chung trên một cái góc gỗ như thế này. Đây, lô số 3 là 550.000. Thì thứ nhất là gồm một cái mầm như thế này. Khá là nù và mập. Thân khá là khỏe nhé mọi người. Đốt thì sọc mạnh. Với chiều dài của nó là đạt tầm là 20 cm. Và cái kiếng như thế này. Một cái kiếng nhỏ. Nó nằm ở vị trí này. Đó là gồm cái dề của lô số 3 này. Giá sẽ là 550.000. Đây là cây số 4 này. Giá sẽ là 600.000. Thì cây số 4 này thì các thân già của nó đã bị gãy và người ta họ cắt đi rồi. Chiều dài của nó thì đạt là 60 cm. Trên thân rất nhiều là các cái mảng tím đó, mọi người. Hàng này thì người ta cũng rất là thích sưu tầm để sổ bệt nhé mọi người. Đây, lô số 4, giá là 600.000. Và bây giờ em qua lô số 5. Những cái lô nào thì em không ghi giá thì giá của nó sẽ là 500.000 đồng. Rồi, lô số 5 của em là một cái khúc nguyên bản, giá là 1 triệu đồng. Cái này giá cao như vậy bởi vì nó có một số điểm đặc biệt. Thứ nhất là nó 1, 2, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, là có 4 cái mầm gốc, trong đó thì một cái mầm gốc nó đã bị gãy ngọn như thế này. Các thân già thì đã có thân nó bị gãy và gập như thế này nha mọi người. Lô này thì cái thân già của nó này thì nó đỏ, và cái hàng này thân già đỏ thì cái người bán riêng họ bán cái mầm này cho em cũng giá rất là cao. Và những cái cây mà vùng ESO mà có thân già đỏ như thế này á thì rất là hiếm hoi, và cái tỷ lệ bệt
của người chơi, theo kinh nghiệm của người chơi đó, thì nó ra rất là cao. Thường thì người ta hay bảo giữ là những cái cây này để sổ, nên là thành ra giá trị của nó rất là cao nha mọi người. Đây cái thân già đỏ đây mọi người, nó rất là giống với cái loại là thác bay nha mọi người đó, nên là thành ra cái giá nó sẽ cao như vậy. Và cái cây này, một cái giò đẹp như thế này, nếu mà về chăm sóc một năm thì có lẽ nó sẽ ra phát triển là một cái giò rất là to đẹp, và giá của nó sẽ là 1 triệu đồng cho cái dàn như này. Lô số 5 giá là 1 triệu đồng cho 4 cái mầm gốc, một cái mầm đã bị gãy ngọn. Mà cái mùa này thì gãy ngọn cũng không còn sao nữa vì nó đã ngừng phát triển rồi, trong khi cái ngọn gãy này thì nó vẫn còn rất là khỏe mạnh. Rồi bây giờ em qua lô số 6 ạ. Lô số 6 là 500 ngàn đồng cho hai cái khúc nguyên bản như thế này, nù mập nhé mọi người, rất là đẹp. Hai khúc này với những hai cái cây hoàn toàn tương đương nhau, kiến nù và mập. Đó là lô số 6 đã thắt ngọn hết rồi. Em qua lô số 7 cũng là 20 cái khúc này, giá là 500 ngàn đồng, tương ứng một khúc sẽ là 250. Khúc thứ nhất này thì nó tới là 3 cái mầm gốc ở trên đây luôn, một cây kiến rất là nù mập. Dưới đây là có 2 cái mầm đây nữa. Khúc thứ hai thì nó như thế này, kích thước thì nó đạt tầm là được 12 cm. Đó là lô số 7. Số 6, số 7, những cái lô mà em không ghi giá thì giá của nó sẽ là 500 ngàn đồng nhé mọi người. Rồi lô số 8. Lô số 8 của em cũng là gồm hai cái khúc. Thứ nhất này, cây tương đối nù và mập, thân già thì rất là nhiều. Khúc thứ hai thì kích thước dài tầm được là 20 cm. Đốt sọc. Đó. Như cây này thì về năm sau có thể sổ sổ được bông rồi. Đó là lô số 8. À, ngoài ra nó còn một cây kiến nhỏ này nữa, có thể là nó dính thì nó rơi ra. Thì lô số 8 giá là 500.000. Em qua lô số 9. Cây đây này, thứ nhất là cái khúc này gồm 2 cái mầm kiến, 1 2 này. Và cái dề thứ hai nguyên bản đây, thân già cũng rất là nhiều, mọc từ nhỏ tới lớn đây, thân già vẫn còn nguyên vẹn, hàng chuẩn bốc rừng nhé mọi người, mặt hoa là sổ số hết ạ. À, những cây của vùng ASO. Rồi đó là lô số 9. Em qua lô số 10. Lô số 10 này thì nó gồm 3 cái mầm như thế này, giá cũng là 500.000 đồng. Và cái chiều dài của mầm thứ nhất là hơn 20 cm một tí, thân nù và mập. Với những lô kích thước lớn này thì năm mùa tới thì có thể là sổ được bông rồi nha mọi người. Cái khúc nguyên bản thứ hai thì cái mầm gốc này ở đây nó đã bị gập nhẹ như này, về về không biết thì nó có bị, nó đã thắt ngọn rồi bị gập, thì cái mầm gốc này vẫn có thể là ra cây hoặc là ra bông. Rồi cái mầm gốc thứ hai thì hoàn toàn là khỏe mạnh. Đó, lô số 10 này tương đối là rẻ vì nó có một cái mầm gốc nó hơi bị gập một tí như này, giá của nó cũng là 500.000 đồng. Em qua lô 11. 11, 12, 13, 14 sẽ là những lô có 3 mầm, giá là 500.000 đồng. Cái thứ nhất này, 1. Cái thứ hai này, kích thước tương đối lớn rồi nha mọi người. Cái thứ ba này, đang những cây rất là nù và mập và khỏe mạnh đây. Đó, hàng ESO thì thân lá rất là nhiều chấm tím. Đó là lô 11. Em qua lô số 12. Lô số 12 thì cũng là 500 ngàn đồng. Khúc thứ nhất này, 1, 2 mầm trên cái khúc như thế này. Có thể là em sẽ dùng ghim bấm lại cái mầm này để cho nó không bị rời ra khi vận chuyển cho mọi người. Mầm số 2 đây thì cũng là một cây nù mập, lá đằng sau lá tím, thân thì không được tím cho lắm. Cũng gồm 2 cái mầm gốc như thế này nha mọi người. Mầm số 3 đây cũng là gồm cái dây số 3 này, cũng gồm 2 cái mầm gốc, mầm thứ nhất này cũng nù và mập, và mầm số 2 là cái mầm này nhỏ nhỏ ở đây.
Đây là cái thân thân tơ của nó đây. Đó là cái này có tới là 6 cái mầm cho lô 12 này. Giá là 500.000 đồng. Với cái mức giá mà em bán ra như thế này thì hàng ESO nguyên bản thì rất là rẻ nhé mọi người. Mọi người xem trên du trên Facebook thì thấy giá nó rất là cao luôn. Em nói thật. Rồi, lô số 13 sẽ là ba cây như thế này. Cây thứ nhất này, mùa này thì xuống lá rồi nên là nhìn cái lá nó hơi xấu. Cây số 2 đây. Và cây số 3 đây. Giá cũng là 500.000 đồng. Lô số 14 á. Lô số 14 thì là được 1 2 này, cái này hai mầm gốc. Cái này cũng hai mầm gốc, 1 2. Cái này thì một mầm gốc là có nghĩa là có tới 5 5 cái mầm cho lô 14 này. Nhưng mà hai khúc này thì không được nguyên bản, khúc này thì cái chỉ còn cái vỏ cây nó dính vào lại thôi. Đó là lô 14 500 ngàn. Rồi em qua lô số 15. Lô số 15 em giới thiệu khúc thứ nhất. Khúc thứ nhất là một cây kiến nù đây, mọc trên một cái thân gỗ khá là tròn. Khúc thứ hai cũng là một cây kiến nù có tới hai cái mầm gốc. Đây cái mầm thứ nhất này nó hơi rời ra tí, khá nù và mập. Cái mầm thứ hai và cái dây này là có tới ba cái mầm gốc nhé mọi người. Mầm thứ nhất này một, mầm thứ hai nằm ở đây này và mầm thứ ba đây. Mầm nào nó cũng nù và mập hết đó mọi người. Ngoài ra thì nó còn hai cây kiến nhỏ như thế này nữa, rất là nhỏ nhỏ tí luôn, thì em sẽ bỏ chung vào đây. Giá của lô 15 cũng là 500.000 đồng. Rồi bây giờ em qua lô số 16 cũng là 500.000 đồng này, sẽ gồm 5 con kiến có kích thước là tương đối lớn cho mọi người. Con thứ nhất này, một, con thứ hai, con thứ ba, thứ bốn và thứ năm này. Tương tự lô 17 cũng là 5 con kiến có kích thước là tương đối lớn. Con thứ nhất này, thứ hai này, con này rất là nù và mập. Con thứ ba, con thứ bốn. Con này thì đã bị rụng lá một phần rồi, thân già của nó thì rất là nhiều đây, nên là mầm gốc sau này phát triển nó sẽ rất là khỏe mạnh. Và con số 5 đây cũng nù và mập. Lô số 18 này, lô số 18 thì những con này có sắc khá là tím sẫm màu. Con thứ nhất 1 2 3 4 5 à, cái khúc này thì có tới là đây một con kiến nữa, một con kiến nhỏ ở đây nữa và nó đã bị rụng lá hết rồi đó. Là có tới 6 mầm cho lô 18. Rồi bây giờ em qua lô số 19 và lô số 20 là hai lô cuối cùng. Thì lô số 19 thì chắc là được hơn là 10 con kiến đây. Con kiến thứ nhất đây, 1. Kiến thứ hai. Kiến thứ ba, 4 này. Có hai con có kích thước khá là nhỏ như thế này. Kiến thứ năm này, con này cũng kích thước khá là nhỏ. Cái này thì mong sao về trồng nó có thể sống được. À, nếu mà chăm sóc tốt thì nó sẽ sống bình thường thôi nhé mọi người. Vì hàng rừng nó cũng rất là khỏe. Và 1, 2, 3, 4, 5 con kiến rồi. Và một cái đống kiến ở trong cái vỏ cây như này nữa. Thì em xin được đếm này. 6 này, 7, 8 này, ở đây hai con. 9 này, 10 này. Và dưới này có ba con này nữa, 11, 12, 13, ba con nhỏ dưới đây nữa. Đây 14 này. Và đây 15. Là lô số 19 gồm 15 cái mầm như thế này, 15 cái mầm kiến. Kích thước thì cũng nhỏ có, nhỏ tí có và to tương đối lớn cũng có. Đây như cái này thì nó cũng là tương đối lớn. Thì 15 mầm kiến của lô 19 là giá cũng là 500.000 đồng. Rồi em qua lô số 20.
Lô số 20 thì được là 10 mầm. Mầm thứ nhất nè, 1. Mầm thứ hai. Mầm thứ ba. Mầm thứ bốn. Mầm thứ năm. Mầm thứ sáu. Mầm này thì quá nhỏ rồi. Cái này thì em sẽ loại ra vì khi chuyển thì có thể là không đảm bảo nha mọi người. 1 2 3 4 5 này. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 10 mầm. Và một cái mầm này nữa, em bù vào cho cái mầm hồi nãy là 11 mầm. Đó là lô 20, 11 mầm giá là 500.000 đồng. À, đó là tổng thể lô hàng ngày hôm nay của em. Ai đặt hàng thì liên hệ theo số điện thoại em đăng trên tiêu đề, có thể nhắn tin hoặc là gọi điện cho em đều được nhé mọi người. Nhắn tin thì vui lòng nhắn rõ ràng tên họ, địa chỉ, số lô chốt để em có thể chốt cho mọi người một cách nhanh nhất. Và bây giờ em xin được kết thúc video tại đây ạ. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ ạ.